biết thầy cô trong ban chúng tỏ kính thưa quý đồng nghiệp, thì tiếp theo cái lời giới thiệu của thầy đó, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nếu mà chúng ta làm như cái lời của thầy dạy và chúng ta điều trị được tiền trừ được thành công Helicobacter pylori đó, thì một cái vấn đề khác lại nảy sinh là chúng ta quản lý những bệnh nhân sau tiệt trừ như thế nào. Thì trong cái bài trình bày khoảng 20 phút tiếp theo thì chúng tôi sẽ cùng với quý đồng nghiệp bàn cái cách làm sao để chúng ta tối ưu hóa cái việc theo dõi những bệnh nhân sau khi chúng ta đã tiệt trừ thành công vi khuẩn dưới góc nhìn của một bác sĩ ngồi phòng khám tiêu hóa. Thì đầu tiên á, chúng ta thấy rằng là cái ung thư dạ dày ở tại Việt Nam vẫn còn là một thách thức, và điều này nó được chứng minh qua cái thống kê của Global Can năm 2020 đó. Thì thực ra cái ung thư dạ dày vẫn là cái ung thư thường gặp tại Việt Nam, và nó là cái ung thư thường gặp đứng hàng thứ tư sau ung thư gan, ung thư phổi và ung thư vú. Đa phần cái ung thư dạ dày ở tại Việt Nam á, thì thường được chẩn đoán trễ, và chúng ta hay nói rằng là tại bệnh nhân đến trễ quá. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn lại một số cái số liệu á, thì có khi chúng ta sẽ thấy cái góc nhìn của mình có khi nó khác đi. Tôi dẫn ra đây một cái nghiên cứu trên khoảng 140 bệnh nhân bị ung thư dạ dày tiến triển. Thì trong đó quý vị đồng nghiệp sẽ rất là ngạc nhiên là có khoảng 2 phần 3 bệnh nhân đã được nội soi dạ dày trước đó rồi. Và nếu mà chúng ta lấy cái mốc á, là nội soi dạ dày trong vòng 1 năm á, thì tỷ lệ đó hơn 40%. Còn nếu mà trong vòng 2 năm á, thì tỷ lệ đó gần 60%. Rõ ràng chúng ta thấy là còn rất nhiều việc chúng ta phải làm để chúng ta cải thiện được cái chuyện những cái vấn đề liên quan đến ung thư dạ dày. Thì để mà có thể nắm được cái ung thư dạ dày thì chúng ta cần nhìn lại cái diễn tiến từ một cái niêm mạc bình thường diễn tiến triển thành một cái ung thư biểu mô của dạ dày. Thì theo đó, đó cái quá trình này nó diễn ra quá rất là lâu, từ khoảng 15 đến 20 năm, và nó trải qua rất nhiều giai đoạn, từ một cái niêm mạc dạ dày bình thường sang một cái niêm mạc viêm mãn tính, đến những cái viêm dạ dày mãn teo, đến chuyển sản ruột và loạn sản. Thì trong đó H. pylori là cái tác nhân chính, nó biến cái niêm mạc dạ dày bình thường của chúng ta thành một cái niêm mạc viêm mãn tính, một cái niêm mạc dạ dày viêm teo, và từ đó nó sẽ xảy ra những cái biến chố về sau như là chuyển sản ruột, loạn sản hoặc là ung thư. Thì trong cái sơ đồ này đó thì có ba cái tổn thương mà chúng ta rất cần quan tâm, và người ta gọi đó là các cái tổn thương tiền ung thư, đó là viêm dạ dày mạn teo, chuyển sản ruột và loạn sản. Tất cả các khuyến cáo đều nói rằng để mà giảm được cái tỷ lệ mới mắc và cũng như là cái tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày, thì cái chìa khóa trong lâm sàng là làm sao chúng ta phải nhận diện được những bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày hoặc là có các cái tổn thương tiền ung thư dạ dày như tôi mới trình bày, để có cái chiến lược theo dõi và điều trị phù hợp. Thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về cái nguy cơ của ung thư dạ dày. Thì chúng ta thấy là hai cái yếu tố nguy cơ mà được nói nhiều nhất của ung thư dạ dày đó là nhiễm Helicobacter pylori hiện tại hoặc là trong quá khứ, và thứ hai là tiền căn gia đình có thân nhân trực hệ bị ung thư dạ dày. Nếu bệnh nhân có những yếu tố này, chúng ta phải rất là quan tâm. Những yếu tố khác cũng được đề cập như là nam giới lớn hơn 40 tuổi ở tại Việt Nam, hoặc là bệnh nhân có hút thuốc lá, một số các yếu tố ung thư khác, nguy cơ khác chúng ta ít gặp hơn, chẳng hạn như bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật dạ dày trong một thời gian kéo dài hơn 15 năm, hoặc là những cái thiếu máu ác tính. Thì chúng tôi nghĩ rằng là năm yếu tố nguy cơ đầu này là quý vị đồng nghiệp phải rất là quan tâm nếu mà chúng ta ngồi phòng khám hoặc là chúng ta làm nội soi cho bệnh nhân. Tại vì các cái nghiên cứu cho thấy rằng những bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ này không chỉ tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày mà nó còn làm tăng tỷ lệ xuất hiện các cái tổn thương tiền ung thư như là viêm teo, như là chuyển sản ruột hoặc là loạn sản. Thành ra chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Bàn về cái tổn thương tiền ung thư dạ dày đầu tiên á, đó là cái viêm teo dạ dày, viêm dạ dày mạn teo. Thì đây là một cái thuật ngữ bao gồm hai cái tình trạng, đó là viêm teo dạ dày và chuyển sản ruột của dạ dày. Và nếu chúng ta làm giải phẫu bệnh sâu hơn á, thì chúng ta sẽ thấy là chuyển sản ruột nó có thể có hai tiếp, là chuyển sản ruột hoàn toàn và chuyển sản ruột không hoàn toàn. Các cái báo cáo đều thống nhất rằng là cái hình ảnh chuyển sản ruột trên mô bệnh học là cái chỉ dấu đáng tin cậy nhất giúp chúng ta khẳng định bệnh nhân có cái tình trạng viêm dạ dày mạn teo. Cái nguy cơ ung thư khi mà bệnh nhân có cái viêm dạ dày mạn teo nó phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là cái mức độ nặng của teo, và thứ hai là mức độ lan rộng của teo. Thì những bệnh nhân nào mà có viêm teo hoặc là chuyển sản ruột mà ở cả thân vị lẫn hang vị thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn là những bệnh nhân chỉ có tổn thương ở tại khu trú, ở tại hang vị. Và thứ hai, người ta thấy là những bệnh nhân có chuyển sản ruột hoàn toàn thì cái nguy cơ ung thư nó sẽ cao hơn là những bệnh nhân có chuyển sản ruột hoàn toàn. Cái tổn thương tiền ung thư thứ hai mà chúng tôi bàn ở đây đó là tổn thương loạn sản. Thì chúng ta biết rằng là loạn sản thì có hai mức độ. Nếu như mà loạn sản độ thấp á, thì thường nó có thể thối triển trong khoảng từ khoảng 38 đến 75% trường hợp. Ngược lại, những cái loạn sản độ cao á, thì thường nó không có thối triển mà thường nó tiến triển luôn đến cái ung thư dạ dày. Một cái đặc điểm nữa là những bệnh nhân mà có loạn sản độ cao rồi á, nó sẽ tăng nguy cơ xuất hiện cái ung thư đồng thời của dạ dày. Thành ra khi mà một bệnh nhân đến với chúng ta mà có cái tổn thương loạn sản, đặc biệt là nếu tổn thương loạn sản độ cao, thì chúng ta phải rất cảnh giác. Nhiều khi là bệnh nhân có một cái ung thư ở một cái vị trí khác của dạ dày đồng thời mà chúng ta nhiều khi là không có thấy được.
Một cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn bàn ở đây á là cái mức độ nặng của loạn sản nó có thể thay đổi sau khi chúng ta cắt trọn cái tổn thương. Một cái phân tích gộp cho thấy là có đến 25% những cái loạn sản độ thấp với cái tổn thương phát hiện được trên nội soi á, sau khi chúng ta cắt trọn cái tổn thương thì 16,7% nó chuyển thành loạn sản độ cao và gần 7% nó chuyển thành ung thư. Đó là lý do tại sao các khuyến cáo hiện tại đều khuyên chúng ta rằng là nếu bệnh nhân có thấy được loạn sản, thấy được cái tổn thương loạn sản trên nội soi thì chúng ta nên điều trị chứ chúng ta không nên theo dõi bệnh nhân nữa. À, cái slide này bàn về cái nguy cơ ung thư dạ dày của các cái tổn thương tiền ung thư như là viêm teo, như là chuyển sản ruột và loạn sản. Chúng ta nhìn cái cột bên đây trước thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mới mắc của ung thư dạ dày hàng năm á, nó sẽ tăng dần từ khoảng 0,1% đối với viêm teo lên khoảng 0,25% đối với chuyển sản ruột và lên 0,6% đối với loạn sản độ thấp và 6% đối với loạn sản độ cao. Nếu chúng ta nhìn xa hơn một chút xíu, tức là cái tỷ lệ mới mắc của ung thư dạ dày sau 5 năm á, thì chúng ta thấy nếu mà cái nhóm viêm teo tích chung á thì nó chỉ khoảng 2% thôi, nhưng mà viêm teo mà mức độ nặng á có thể lên đến khoảng 10%. Tương tự như vậy, nếu chúng ta thấy chuyển sản ruột khu trú ở hang vị thì tỷ lệ ung thư dạ dày sau 5 năm nó chỉ khoảng 5,3% thôi, nhưng mà chuyển sản ruột ở cả thân cả hang, tức là chuyển sản ruột lan rộng á, thì tỷ lệ nó lên cũng khoảng 10%. Những bệnh nhân có loạn sản thì cái nguy cơ ung thư thậm chí còn cao hơn. Người ta theo dõi khoảng 2 năm thì người ta thấy là cái tỷ lệ ung thư của những bệnh nhân loạn sản độ thấp nó có thể lên đến 23% và những bệnh nhân loạn sản độ cao có thể lên đến 85%. Rõ ràng là những bệnh nhân mà có viêm teo nặng, những bệnh nhân có chuyển sản ruột lan tỏa, tức là vừa hang vị vừa thân vị, hoặc là những bệnh nhân có loạn sản thì chúng ta phải theo dõi rất là sát do cái nguy cơ ung thư xuất hiện rất là nhiều sau 5 năm theo dõi. Chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã bàn về cái diễn tiến của ung thư dạ dày, chúng ta bàn về các cái tổn thương tiền ung thư. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta điều trị tiệt trừ thành công H. pylori đó thì chúng ta có làm giảm hoặc tốt nhất là làm mất luôn cái nguy cơ ung thư dạ dày hay không? Và liệu rằng là cái hiệu quả nếu có đó thì nó có giống nhau ở mọi giai đoạn hay không? Thì đầu tiên chúng tôi muốn khẳng định rằng là cái việc điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori sẽ giúp làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Cái điều này thấy được ở những cái người khỏe mạnh. Thì theo cái phân tích gộp này cho thấy á, là những cái người khỏe mạnh mà có điều trị tiệt trừ HP thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày nó sẽ giảm từ 3% xuống còn 1,6%, và sự giảm này là có ý nghĩa thống kê. Một cái kết quả tương tự chúng ta cũng có thể thấy ở những cái người mà bị ung thư dạ dày sớm mà được làm cắt hớp niêm mạc á, thì nếu chúng ta tiệt trừ HP sau khi chúng ta làm cắt hớp niêm mạc thì cái tỷ lệ ung thư mới mắc nó cũng giảm đi từ 9,3% xuống còn khoảng 4,5% thôi. Như vậy rõ ràng là tiệt trừ H. pylori giúp giảm được nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên nó chỉ giúp giảm thôi, nhưng mà vẫn còn một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân nào đó 1,6% hoặc là 4,5% vẫn có xuất hiện ung thư, thành ra chúng ta vẫn phải cảnh giác. Cái câu hỏi thứ hai là hiệu quả tiệt trừ liệu rằng nó có giống nhau ở mọi giai đoạn hay không, thì chúng tôi dẫn ở đây hai cái phân tích gộp năm 2016 và 2017 cho thấy rằng cái việc tiệt trừ H. pylori sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày ở cái nhóm chưa có chuyển sản ruột. Còn nếu bệnh nhân đã có chuyển sản ruột hoặc là loạn sản rồi thì cái việc tiệt trừ HP nó không giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tiệt trừ HP ở những bệnh nhân có chuyển sản ruột hoặc loạn sản hay không? Thì một cái nghiên cứu ngẫu nhiên đăng trên New England Journal of Medicine năm 2018 khá là hay trả lời cái câu hỏi này. Đây là một nghiên cứu trên những cái bệnh nhân mà có ung thư dạ dày sớm hoặc là có loạn sản độ cao đã được làm cắt hớp niêm mạc rồi, thì người ta thấy là so với cái nhóm không tiệt trừ đó thì cái nhóm tiệt trừ HP giúp sẽ giảm nguy cơ xuất hiện các cái ung thư dạ dày mới, và tỷ lệ này nó còn khoảng 7,2% so với là 13,4%. Ngoài cái việc làm giảm ung thư dạ dày mới thì việc tiệt trừ HP còn giúp cải thiện được cái tình trạng viêm teo và chuyển sản ruột ở thân vị. Chính vì vậy cho nên các cái khuyến cáo hiện tại đều khuyên rằng á, là đối với những bệnh nhân mà có teo niêm mạc mà có liên quan đến HP thì cái việc điều trị tiệt trừ HP sẽ làm giảm đáng kể cái nguy cơ ung thư dạ dày, và cái việc điều trị này được khuyến cáo mạnh. Ngược lại, đối với những cái bệnh nhân mà đã có chuyển sản ruột, có loạn sản hoặc là có ung thư thì cái việc điều trị HP có thể có một lợi ích nào đó trong việc làm giảm nguy cơ xuất hiện các ung thư mới mắc. Thành ra nó cũng được khuyến cáo, tuy nhiên cái mức độ bằng chứng nó không có mạnh như là những bệnh nhân chưa có chuyển sản ruột. Như vậy thì câu hỏi tiếp theo và thực tế hơn là làm sao chúng ta nhận diện được các cái tổn thương tiền ung thư trong thực tế lâm sàng, và chúng ta làm gì khi mà bệnh nhân đến với chúng ta có các cái tổn thương tiền ung thư này. Thì đầu tiên cái cách nhận diện tốt nhất trên cho những bệnh nhân có những cái tổn thương tiền ung thư đó là cái nội soi. Thì chúng ta thấy ở đây niêm mạc của dạ dày bình thường á, nó rất là mềm mại và thường nó có cái màu đỏ hoặc là cái màu hồng sậm. Đối với những bệnh nhân bị viêm teo dạ dày đó thì chúng ta thấy cái niêm mạc nó nhạt màu hơn, nó trở nên trắng hơn, và chúng ta thấy lộ rõ các cái mạch máu ở dưới lớp dưới niêm.
Và thứ ba là chúng ta thấy được một cái bờ giới hạn giữa cái niêm mạc bị teo và cái niêm mạc bình thường, mà chúng tôi hay gọi là cái bờ teo. Một cái hình ảnh tương tự như vậy, chúng ta thấy cái niêm mạc dạ dày bình thường ở phía này, và đây là cái niêm mạc dạ dày bị teo, nó nhạt màu hơn và xuất hiện những cái mạch máu lộ rõ hơn, và chúng ta cũng có thể hình dung được cái bờ ranh giới giữa vùng teo và vùng không teo. Khác với đại viêm teo dạ dày thì những cái tổn thương chỉ sáng ruột nhiều khi nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta thấy những cái tổn thương chỉ sáng ruột thường nó có màu trắng xám và nó hơi gồ lên trên da, xin lỗi, trên cái niêm mạc dạ dày. Thành ra đây là những cái vị trí mà chúng ta nên làm sinh thiết để chúng ta chẩn đoán xác định bệnh nhân bị chuyển sản ruột. Thực ra đó thì chúng ta nhìn những cái hình này thì chúng ta thấy là rất là rõ. Tuy nhiên trong thực tế đó, thì cái khả năng chẩn đoán viêm teo dạ dày và chuyển sản ruột trên cái nội soi ánh sáng trắng, cái mức độ chính xác không có cao và chưa có sự thống nhất giữa các bác sĩ nội soi. Thành ra người ta vẫn khuyên mình là cần nên sử dụng các cái nội soi tăng cường hình ảnh, chẳng hạn như là nội soi nhuộm màu hoặc là NBI nếu chúng ta có trong tay. Và thứ hai, người ta cũng khuyên bệnh viện là cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm teo và chuyển sản ruột vẫn là mô bệnh học. Thành ra chúng ta nên sinh thiết để có chẩn đoán xác định, đặc biệt trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị chuyển sản ruột như thế này. Ngoài cái nội soi ra đó thì chúng ta có thể sử dụng các cái chỉ dấu sinh học. Ở đây người ta đề cập rất nhiều đến vai trò của vaccinogen. Thì chúng ta thấy là chúng ta có hai cái loại vaccinogen. Trong đó vaccinogen 1 á, thì thường được sản xuất ở vùng thân vị, còn vaccinogen 2 á, thì được sản xuất ở cả vùng thân và vùng hang vị. Thực ra đó thì vaccinogen 1 và 2 nó đều tăng trong nếu bệnh nhân có viêm dạ dày. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân xuất hiện viêm teo hoặc là chuyển sản ruột đó, thì cả hai vaccinogen 1 và 2 đều giảm. Trong đó vaccinogen 1 giảm nhiều hơn vaccinogen 2. Thành ra thường người ta sử dụng cái tiêu chuẩn là vaccinogen 1 dưới 70 mg trên ml, hoặc là cái tỷ số vaccinogen 1 trên vaccinogen 2 bé hơn hoặc bằng 3 để giúp chúng ta tiên đoán cái tình trạng viêm teo và chuyển sản ruột, loạn sản hoặc ung thư dạ dày. Chúng ta thấy cái độ nhạy ở đây cũng khá tốt, khoảng 70%, và cái độ đặc hiệu dao động từ khoảng 75 đến khoảng 88%. Ngoài ra đó thì chúng ta còn có thể kết hợp với carcinogen với lại cái huyết thanh chẩn đoán Helicobacter pylori để chúng ta phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân. Theo đó đó thì những bệnh nhân có nguy cơ thấp nhất đó, là những bệnh nhân mà không có HB và không có giảm carcinogen. Những bệnh nhân có nguy cơ trung bình là những bệnh nhân có nhiễm HB và không có giảm carcinogen. Những bệnh nhân có nguy cơ cao là những bệnh nhân có carcinogen giảm và HB có thể âm hoặc dương. Trong đó cái nhóm nguy cơ rất cao là cái nhóm mà có carcinogen giảm và HB không có trong huyết thanh, vì lúc này cái niêm mạc của bệnh nhân lúc đó lại đã là niêm mạc chuyển sản ruột lan rộng và cái HB đã không có ẩn nấp được trong cái dạ dày nữa, thành ra cái huyết thanh chẩn đoán HB sẽ là âm tính. Thành ra chúng ta lưu ý cái đặc điểm này. Như vậy thì khi mà bệnh nhân đến với chúng ta với cái tổn thương tiền ung thư á, thì chúng ta phải lưu ý những cái điểm nào. Thì khi mà làm nội soi cho những bệnh nhân này đó thì người ta khuyên chúng ta cái điểm đầu tiên á, là chúng ta cần có một cái protocol nội soi thiệt là tốt. Trong đó người ta khuyên chúng ta là cố gắng sử dụng những cái chất tăng nhầy, thì hiện tại cái chất tăng nhầy chưa có Việt Nam. Ngoài cái chất tăng nhầy, người ta cũng khuyên mình là cũng nên sử dụng các cái chất tăng bọt, cụ thể là simeticon. Giống như ở Đại Hoa Dược thì chúng tôi luôn luôn dùng simeticon cho những bệnh nhân mà trước nội soi dạ dày. Thứ hai là chúng ta cố gắng bơm rửa và làm sạch niêm mạc dạ dày trước khi chúng ta quan sát, và cố gắng bơm đủ hơi để tránh bỏ sót các tổn thương. Cái thời gian nội soi người ta khuyên chúng ta ít nhất là phải 7 phút để chúng ta có đủ thời gian đánh giá toàn bộ niêm mạc dạ dày theo cái protocol có sẵn, và chúng ta cố gắng chụp hình đầy đủ tất cả các góc của dạ dày. Ngoài cái việc có một protocol chuẩn, người ta cũng khuyên chúng ta là nên đánh giá mức độ lan rộng của tổn thương, tại vì cái mức độ lan rộng của tổn thương sẽ quyết định được cái nguy cơ ung thư của bệnh nhân. Thì người ta khuyên chúng ta là nên sinh thiết theo cái hệ thống Sydney và đánh giá theo cái phân độ Olga hoặc là Olgim. Tuy nhiên thực tế thì cái phân độ Olga hoặc là Olgim rất là khó đánh giá trong thực tế lâm sàng. Thành ra đa phần các đồng nghiệp ở Việt Nam chúng ta hay sử dụng cái phân độ Kimura Takemoto mà chúng tôi sẽ bàn ở phía sau. Ngoài cái chuyện chúng ta đánh giá mức độ lan rộng thì chúng ta nên sử dụng các cái nội soi tăng cường hình ảnh, chẳng hạn như nội soi nhuộm màu, dùng NBI có phóng đại nếu thì càng tốt, để chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân ngoài cái tổn thương đó thì có những cái tổn thương nào, những dấu hiệu nào bất thường hay không, và chúng ta tiến hành sinh thiết có trọng điểm như cái tổn thương đó. Cái hình này bàn về cái protocol nội soi thì năm 2013 giáo sư Giao có đề nghị chúng ta chụp, cố gắng chụp tất cả các cái góc cạnh của dạ dày ở tất cả các vị trí của dạ dày. Chúng ta thấy chẳng hạn như là ở hang vị, ở phần thân vị phần thấp, ở phần giữa của thân vị, phần giữa của thân vị và phía trên, ở góc bờ cong nhỏ và tâm phình vị. Chúng ta cố gắng chụp đầy đủ tất cả các góc này để chúng ta có thể phát hiện được các cái tổn thương và tránh bỏ sót những cái tổn thương mà nhỏ.
Ngoài cái SSS protocol này á, thì người ta cũng khuyên là chúng ta nên xin thiết theo cái hệ thống Sydney cải tiến. Theo đó thì chúng ta nên xin thiết 5 mẫu, trong đó 2 mẫu ở vùng hang vị, 1 mẫu ở góc bờ cong nhỏ và 2 mẫu ở vùng thân vị như hình mô tả trên đây. Và nếu mà bệnh nhân không có tổn thương gì đặc biệt thì chúng ta có thể bỏ 3 cái mẫu 1, 2, 3 vào một lọ và 3, 2 cái mẫu 4, 5 vào một cái lọ. Thì chúng ta có 2 lọ sinh thiết cho người bệnh nhân. Còn nếu như mà chúng ta thấy tổn thương nhiều quá thì tốt nhất chúng ta nên bỏ 5 cái là 5 cái mẫu sinh thiết này vào 5 lọ khác nhau. Thì đây là cái hình minh họa cho cái vị trí lấy mẫu. Chúng ta thấy ở đây vị trí đầu tiên là ở góc ở vùng bờ cong nhỏ mà phía hang vị. Vị trí số 2 là ở bờ cong lớn ở phía hang vị. Vị trí thứ 3 là ở góc bờ cong nhỏ. Vị trí thứ 4 là ở bờ cong nhỏ mà ở phía thân vị. Và vị trí thứ 5 là bờ cong nhỏ mà ở phía ở vùng bờ cong lớn mà ở vùng thân vị. Thì cái tiêu chuẩn Sydney nó khuyên chúng ta là nên sinh thiết ở ít nhất là 5 vị trí. Và nếu chúng ta nội soi, chúng ta phát hiện có những cái vị trí nghi ngờ tổn thương thì chúng ta nên sinh thiết và chúng ta nên bỏ cái lọ riêng và chúng ta ghi rất là rõ là vị trí lấy mẫu ở đâu và nghi ngờ tổn thương là gì. Cái cách nội soi sinh thiết này sẽ giúp chúng ta phân loại được cái mức độ lan rộng của viêm teo và trị sản ruột. Những bệnh nhân mà chỉ có viêm teo hoặc là trị sản ruột ở hang vị hoặc góc mờ cong nhỏ đó thì cái nguy cơ tiến triển ung thư là thấp. Ngược lại, những bệnh nhân mà có viêm teo hoặc trị sản ruột lan rộng từ thân vị và cả hang vị luôn thì nguy cơ ung thư nó sẽ cao hơn. Chúng ta thấy rõ ràng là với cái khả năng nội soi chúng ta mà một ngày mà chúng ta làm nội soi chúng ta sinh thiết 5 mẫu như thế này thì rất là mất thời gian. Thành ra đa phần ở Việt Nam thì các cái đồng nghiệp thường chúng ta sử dụng cái phân loại Kimura Takemoto. Thì cái phân loại này dựa vào việc đánh giá cái bờ teo, tức là cái bờ ranh giới giữa cái vùng niêm mạc bị teo ở phía dưới này và cái vùng niêm mạc bình thường ở đây. Và chúng ta chia làm 6 nhóm. Đầu tiên là nếu cái bờ teo nó chỉ giới hạn ở vùng hang vị thôi thì chúng ta đánh là C1. Còn nếu bờ teo nó vượt qua góc bờ cong nhỏ nhưng mà nó vẫn nằm ở phía bờ cong nhỏ của dạ dày, nó chưa lan ra ngoài bờ cong nhỏ thì chúng ta đánh là C2. Nếu nó lan hơn cao hơn một chút, vẫn nằm ở phía bờ cong nhỏ nhưng mà nó quá 1/2 của thân vị, thân dạ dày thì chúng ta tính nó là C3. Còn nếu mà cái tổn thương mà nó là gốc cái bờ teo mà nó đã lan quá cái bờ cong nhỏ của dạ dày thì chúng ta tính là tiếp ô. Trong đó chúng ta dựa vào vị trí của bờ teo so với cái mặt trước của dạ dày cũng như là cái bờ cong lớn để chúng ta chia làm O1, O2 và O3. Thì các cái nghiên cứu cho thấy rằng nếu chúng ta phân loại theo Kimura Takemoto như thế này á, thì nó có tương quan chặt với lại cái phân độ Olga và chúng ta có thể sử dụng cái phân độ này trong thực hành lâm sàng. Và trong thực tế, nếu mà quý vị đồng nghiệp ngồi phòng khám á, thì quý vị đồng nghiệp thấy bác sĩ nội soi trả kết quả về là C1, O1, O2, O3 thì tức là bệnh nhân bị viêm teo mức độ trung bình hoặc là mức độ nặng, là những bệnh nhân đó chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Còn ngược lại, nếu chỉ trả về là C1 hoặc là C2 tức là viêm teo mức độ nhẹ thì chúng ta cái nguy cơ ung thư nó không có cao. Như vậy tóm lại, những bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày là những bệnh nhân có cái viêm teo dạ dày và chuyển sản ruột lan rộng từ cả thân vị lẫn hang vị. Thứ hai là những bệnh nhân có loạn sản. Và thứ ba, nếu chúng ta làm cái carcinogen thì chúng ta thấy những bệnh nhân có giảm carcinogen hoặc là giảm cái tỷ lệ carcinogen 1 trên carcinogen 2, đặc biệt là khi mà H. pylori âm tính là những bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày. Và chúng ta cũng đừng quên những cái yếu tố nguy cơ khác đi kèm có thể thay đổi cái chiến lược điều trị của chúng ta và chúng ta cần lưu ý, như là tiền căn gia đình có ung thư dạ dày hoặc là bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori kháng trị, tức là chúng ta điều trị hoài mà HP vẫn kháng thuốc và không có tiền trị thành công được vi khuẩn. Thì cái câu hỏi cuối cùng là nếu chúng ta gặp những bệnh nhân có nguy cơ cao như thế này nè thì chúng ta xử trí ra làm sao. Thì bàn về cái xử lý của viêm teo và chuyển sản ruột á, thì cái quan trọng nhất khi chúng ta gặp bệnh nhân viêm teo và chuyển sản ruột là chúng ta đánh giá cái mức độ lan rộng của tổn thương. Đối với những trường hợp mà có viêm teo hoặc là chuyển sản ruột lan rộng cả thân và hang vị thì chúng ta nên nội soi theo dõi mỗi 3 năm. Và nếu như mà bệnh nhân có những cái tiền căn đặc biệt, chẳng hạn như nhà có thân nhân trực hệ bị ung thư dạ dày hoặc là có nhiễm Helicobacter pylori kháng trị thì có thể chúng ta phải nội soi sớm hơn, sau 1 đến 2 năm. Ngược lại, những bệnh nhân mà có viêm teo và chuyển sản ruột khu trú ở hang vị thôi thì nếu bệnh nhân không có những cái tiền căn gia đình đặc biệt thì thường chúng ta không có khuyến cáo theo dõi nội soi. Còn nếu bệnh nhân viêm teo hoặc chuyển sản ruột khu trú mà kèm theo tiền căn gia đình hoặc là nhiễm HP kháng trị thì chúng ta có thể theo dõi nội soi mỗi 3 năm. Ở đây chúng ta cũng lưu ý là nếu chúng ta làm giải phẫu bệnh mà thấy rằng bệnh nhân này là chuyển sản ruột không hoàn toàn, mặc dù nó là chuyển sản ruột khu trú ở tại hang vị, thì chúng ta cũng cần phải theo dõi nội soi sau mỗi 3 năm, tại vì cái nguy cơ ung thư của chuyển sản ruột không hoàn toàn rất là cao.
À, bàn về cái chẩn đoán loạn sản thì nó tương đối là dễ dàng hơn so với cái viêm teo và trị sản ruột. Thì đó, nếu mà chúng ta thấy một cái loạn sản mà chúng ta phát hiện tình cờ khi mà chúng ta sinh thiết ngẫu nhiên theo cái sinh thiết theo tiêu chuẩn Sydney thôi, mà chúng ta không thấy được cái tổn thương trên nội soi ánh sáng trắng, thì cái việc đầu tiên người ta khuyên chúng ta là chúng ta nên sử dụng các cái biện pháp nội soi tăng cường hình ảnh ngay. Chúng ta dùng NBI, chúng ta dùng nội soi nhuộm màu, chúng ta dùng nội soi phóng đại để chúng ta đánh giá cái tổn thương. Nếu chúng ta phát hiện được tổn thương ngoài nội soi thì chúng ta nên cắt luôn cái tổn thương chứ không nên theo dõi nữa. Còn nếu chúng ta vẫn không phát hiện được tổn thương thì chúng ta nên nội soi lại sau 6 tháng nếu đó là loạn sản độ cao. Còn nếu nếu đó là loạn sản độ thấp thì chúng ta sẽ theo dõi sau 1 năm. Nếu như cái tổn thương loạn sản mà chúng ta phát hiện được trên nội soi ánh sáng trắng thì lẽ nhiên chúng ta nên điều trị tiệt trừ qua nội soi. Còn nếu bệnh nhân trong trường tình huống mà bệnh nhân có chống chỉ định không thể điều trị được hoặc là bệnh nhân không đồng ý điều trị thì cái khuyến cáo theo dõi vẫn là như trên, tức là nội soi sau 6 tháng hoặc là 1 năm tùy cái mức độ loạn sản. Và một điều chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là nhiều khi chúng ta sinh thiết nó là loạn sản độ thấp nhưng mà sau khi chúng ta cắt trọn cái tổn thương thì có khi cái kết quả mô hình học nó có thể phải thay đổi. Thì cái hình này trình bày cái lưu đồ tiếp cận cho những bệnh nhân có những cái tổn thương tiền ung thư thì chúng ta thấy rằng người ta vẫn khuyên chúng ta là nên sinh thiết theo cái tiêu chuẩn Sydney, tức là 5 mẫu, hoặc là chúng ta sử dụng những cái nội soi tăng cường hình ảnh. Và nếu bệnh nhân có nhiễm H. pylori thì chúng ta nên điều trị tiệt từ, sau đó chúng ta chia bệnh nhân thành 2 nhóm. Nếu đó là cái nhóm tổn thương viêm teo hoặc là chuyển sản ruột thôi thì chúng ta đánh giá cái mức độ lan rộng của tổn thương. Nếu viêm teo hoặc là chuyển sản ruột chỉ ở hang vị kèm theo thân vị đó thì chúng ta nên nội soi kiểm tra, và thời gian nội soi kiểm tra sau 1 đến 2 năm hoặc là 3 năm tùy theo cái tiền sử gia đình bệnh nhân có cái ung thư dạ dày, có bệnh nhân nào bị ung thư dạ dày hay không. Còn nếu bệnh nhân chỉ viêm teo mức độ nhẹ, chỉ khu trú ở vùng hang vị và không có chuyển sản ruột thì chúng ta không cần phải theo dõi. Ngược lại, có những trường hợp nằm ở chính giữa, tức là bệnh nhân bị chuyển sản ruột ở hang vị kèm theo có tiền sử gia đình hoặc là kèm theo những cái nhiễm Helicobacter pylori kháng trị, hoặc là cái đó là chuyển sản ruột tiếp không hoàn toàn thì chúng ta cũng nên theo dõi bằng nội soi mỗi 3 năm. Còn đối với những bệnh nhân bị loạn sản đó thì chúng ta nên đánh giá và chúng ta cố gắng tìm cho bằng được cái tổn thương loạn sản nằm ở đâu. Nếu chúng ta phát hiện được tổn thương trên loạn sản trên nội soi, chúng ta sẽ đánh giá giai đoạn và chúng ta cắt cái tổn thương đó đi. Còn nếu chúng ta không phát hiện được cái tổn thương trên nội soi sau khi chúng ta đã làm hết cắt rồi thì chúng ta sẽ nội soi kiểm tra sau 6 đến 12 tháng tùy theo cái mức độ loạn sản. Thì kính thưa quý vị đồng nghiệp, để kết luận lại cái bài trình bày ngày hôm nay á, chúng tôi có một số cái điểm muốn gửi gắm đến quý vị đồng nghiệp. Đầu tiên á, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là hầu hết các cái ung thư dạ dày đều khởi phát từ những cái viêm dạ dày mãn tính, và cái tác nhân quan trọng nhất gây viêm dạ dày mãn tính đó là nhiễm Helicobacter pylori. Cái việc điều trị tiệt từ Helicobacter pylori nó giúp làm giảm nhưng mà nó không có loại bỏ hoàn toàn cái nguy cơ ung thư dạ dày, và có vẻ như là cái chuyển sản ruột là cái thời điểm mà cho dù chúng ta có cố gắng từ từ đi chăng nữa thì cái nguy cơ ung thư dạ dày nó vẫn còn tồn tại và chúng ta phải theo dõi sát cho người bệnh nhân. Cái việc quan trọng để giảm được cái tỷ lệ hiện mắc cũng như là tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày là chúng ta làm sao nhận diện được những bệnh nhân có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày hoặc là có những cái tổn thương tiền ung thư. Và chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa các tổn thương tiền ung thư ở đây chúng ta bàn đó là viêm teo dạ dày, chuyển sản ruột và loạn sản. Đối với những bệnh nhân mà xác định là có những tổn thương tiền ung thư như mới trình bày đó thì chúng ta cố gắng đánh giá bệnh nhân qua nội soi với một cái protocol đầy đủ, cố gắng đánh giá mức độ lan rộng của tổn thương kèm theo sử dụng các nội soi tăng cường hình ảnh. Nếu chúng ta có xét nghiệm carcinogen thì chúng ta sử dụng cái carcinogen cộng với HP huyết thanh để chúng ta phân tầng nguy cơ bệnh nhân. Chúng ta cần theo dõi tiệt trừ bệnh nhân đối với những bệnh nhân chúng ta xếp là nguy cơ cao bị ung thư dạ dày. Đối với nhóm mà viêm teo hoặc là chuyển sản ruột đó thì cái quyết định theo dõi đó tùy thuộc vào cái mức độ lan rộng của tổn thương cũng như là các yếu tố nguy cơ đi kèm như là tiền gia đình có ung thư dạ dày hay không hoặc là nhiễm HP kháng trị. Còn đối với bệnh nhân bị loạn sản đó thì cái chiến lược điều trị hiện tại người ta khuyên là chúng ta nên cắt đi cái tổn thương nếu chúng ta quan sát được cái tổn thương trên nội soi. Và bài trình bày đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.